Hello Andy, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Andy Phạm Cuộc Sống Trên Đất Mỹ. Thì hôm nay Andy sẽ chia sẻ với các bạn một cái món ăn cũng khá là đơn giản và rất là ngon các bạn, dùng mình để ăn ăn chơi hoặc là ăn la sét sao cho bữa ăn chính. Thì đó là cái món ăn mình làm từ chuối. Thì chuối mình làm được rất nhiều món các bạn, chuối chiên, chuối hấp, bánh chuối chưng, rồi chuối nếp nướng, vân vân. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái món là bánh chuối hấp ăn với nước cốt dừa thì rất là ngon các bạn. Các bạn thấy thích thì xin mời các bạn cùng vào bếp với anh đi để cùng thực hiện cái món bánh chuối hấp này các bạn nhé. Dừa nhiều sẽ rất là ngon. Giờ mình sẽ cho hạt điều vào. Mình thích ăn hạt điều nó béo ngon các bạn. Đậu phộng thì cũng ngon nhưng mà hạt điều nó ngon hơn. Bây giờ thì Andy sẽ giới thiệu sơ các thành phần nguyên liệu để mình dùng làm cái món bánh chuối hấp các bạn nhé. Để làm cái phần bột dưới chuối thì thứ nhất là mình có bột năng nè, mình dùng hoàn toàn bột năng luôn, mình dùng một cúp đầy bột năng. Thì một cúp nó lại là bằng cúp như thế này. Đó, mình mua cái dụng cụ đo lường nè, một cúp. Thì một cúp bột năng đầy như thế này thì mình pha với một cúp nước lạnh, rồi khoảng nửa cúp đường. Thì tùy cái độ ngọt mà các bạn gia giảm cái lượng đường, nếu các bạn thích ăn ngọt thì các bạn cho thêm đường thêm nhiều một tí cho nó ngọt. Thứ hai, để tạo cái màu cho đẹp thì mình có một muỗng cà phê bột nghệ. Thì bột nghệ thì nó tạo cho cái màu đẹp, thứ hai nữa nó cũng rất tốt cho sức khỏe các bạn. Còn phần chuối thì các bạn có thể dùng mà chuối xứ hoặc là chuối lá xiêm thì rất là ngon, nhưng ở đây mình dùng chuối mễ nè. Chuối Mexico thì cái chuối này hôm trước mình mua ăn, mình mua chín như thế này nè, về cái mình bỏ vô microwave mình quay chừng 2 phút là nó chín, mình ăn rất là ngọt luôn, cái màu cũng rất là màu vàng rất là đẹp, nó tươm mặt rất là ngon các bạn, cho nên mình sẽ nấu cái chuối này thì nó sẽ ngon hơn, nó ngọt nữa. Còn cái phần nước cốt dừa thì mình gồm có một lon nước cốt dừa nè, mình thích ăn nước cốt dừa nhiều nên mình cho một lon luôn, một có một cái vani nè. Rồi một xí bột gạo để mình pha với nước cốt dừa để tạo cái độ sánh. Thì ngoài ra nếu các bạn có thể thích ăn bột bán thì có thể cho thêm một ít bột bán và nước cốt dừa. Riêng mình thì mình rất thích ăn bột bán, còn các bạn nào không thích thì mình không cần cho bột bán các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ đi pha bột để mình hấp chuối các bạn nhé. Như là mình cần một cái cúp bột năng như thế này. Tiếp theo là mình pha với nửa cúp đường. Đó, nửa cúp đường cát như thế này. Sau đó mình pha với một cúp nước lạnh, nước lọc đó các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đem cái hỗn hợp đường này mình đi nấu. Các bạn, đây là chuối nè, chuối mễ nè, rất là ngọt luôn. Nó chín mình lựa những cái vừa chín, đừng có lựa cháy mà sống quá thì mình nấu mình hấp nó sẽ bị chát. Còn nếu mà các bạn lỡ mua mà chuối nó hơi mới vừa chín tới á thì các bạn sẽ xắt ra, lột vỏ ra, các bạn ngâm trong cái nước muối khoảng 10-15 phút thì nó sẽ không còn cái độ chát nữa. Còn cái này mình mua cái chuối chín rồi cho nên mình không cần ngâm, mình để xắt ra như thế này. Mình xắt miếng như thế này, chuối rất là ngọt ngon các bạn. Đừng xắt dày quá, xắt mỏng mỏng như thế này thôi. Một chút mình sẽ trộn với bột. Này được ba trái chuối mình xắt thành thế này. Đây là cái nước đường mình vừa nấu sôi cho nó tan đường nè, sau đó mình sẽ tắt bếp, mình để nguội một cho nó hơi ấm lại một tí, xong mình cho bột năng vào mình khuấy đều. Bây giờ nếu mình pha cái bột năng sống pha với nước lạnh không á thì thứ nhất khi mình cho chuối vào thì nó dễ bị nổi chuối lên trên mặt rồi cái bột nó bị lắng xuống, cho nên mình phải pha với cái nước nóng như thế này thì cái bột nó vừa chín á thì nó sẽ không có bị lắng xuống dưới cái đáy, nó hòa quyện chung với chuối nên nó không có nó kết dính lại nên rất là ngon các bạn.
Bây giờ mình sẽ cho cái nước sôi này vào cái bột năng mình trộn đều nó lên các bạn. Sau đó chúng ta sẽ cho một ít bột nghệ vào. Mình trộn với bột nghệ, cho một xíu bột nghệ vào thì cái màu nó lên rất là đẹp đó các bạn. Sau đó mình sẽ cho chuối vào. Các bạn nhớ mình chừa một ít chuối này chút, mình để trên cái bề mặt cho nó đẹp. Bây giờ mình sẽ cho vào cái khuôn. Nếu các bạn muốn cho cái bột này nó thơm á, mình cho đây một ít, một vài giọt vani. Rất là thơm các bạn. Đó, mình dằn đi một xí muối. Một xí xí thôi. Thứ nhất mình nấu cái nước sôi mình pha với bột thì bột nó sẽ chín, nó nở luôn. Còn nếu mình pha bỏ nước lạnh á thì nó dễ, thứ nhất là làm cho nó cứng. Bột nó không có nở, nó cứng. Đó, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái khuôn này nè để chúng ta hấp bánh. Mình để mà không có bị dính á, mình cho đây một ít dầu. Sau đó mình quét đều cái khuôn lên. Nó sẽ làm cho cái bánh nó không có bị dính vào cái khuôn các bạn. Chúng ta sẽ cho bột vào. À, cái màu rất là đẹp các bạn. Giờ đọc nó xong rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cho những cái miếng chuối này lên mặt trên. Mình xếp cho nó thẳng thẳng cho nó đẹp. Nói chung để làm cho nó đẹp thôi chứ không không có mục đích gì hết. Xong các bạn, bây giờ mình nước sôi mình sẽ đem đi hấp. Nước sôi giờ chúng ta sẽ cho bánh vào hấp các bạn. Chúng ta hấp khoảng 15-20 phút là chín rồi. Để đậy nắp lại. Trong khi mà chờ mình hấp bánh á, thì mình cho đây một lon nước cốt dừa, mình làm thắng nước cốt dừa các bạn nhé. Cái này mình ăn nước cốt dừa càng nhiều càng ngon. Nên mình dùng một lon luôn. Xong mình cho đây khoảng 3 muỗng đường. Chung tùy cái độ ngọt mình thích các bạn. Nếu bạn thích ngọt nhiều mình cho nhiều. Mình nêm nếm theo khẩu vị của mình. Ai thích ăn ngọt vừa béo thì mình cho đường nhiều một xí. Nãy giờ chuối mình hấp cũng 5 phút hơn, bây giờ mình dở nắp ra, mình cho nó thoát cái hơi, mình dở nghiêng một bên thôi. Nghiêng bên đây nè, cho cái hơi nước nó thoát qua một bên, nó không có rớt vào cái chuối. Đó, màu rất là đẹp các bạn. Xong mình sẽ đậy lại mình hấp tiếp. Đó, bây giờ nước cốt dừa nó cũng vừa sôi nè, mình nếm nó cái độ ngọt mình vừa phải thì thôi. Sau đó mình sẽ dằn đây một ít muối. Xí xì xì thôi, khoảng một đầu ngón tay thôi. Sau đó mình sẽ cho cái bột bán vào. Mình khuấy đều nó lên.
khi bột bán nó chín là xong các bạn. Cái bột bán nó trong như thế này là mình này nó chín rồi nè. Đó, bây giờ này nó cũng hơi đặc một xí rồi. Nhưng mình nó còn hơi lỏng một xí, mình sẽ cho thêm một ít bột gạo vào. Một xí thôi. Bây giờ cái bột bán nó sẽ nở làm cho cái nước cốt dừa nó đặc sánh lại, cho nên mình cho một ít xí bột gạo cho nó hơi đặc một tí lại, nó sánh sánh như thế này là được các bạn. Cuối cùng là chúng ta cho một ít cái hương vani vào để tạo cái độ thơm, hoặc không thì các bạn có thể dùng lá dứa cũng được, mình cho chừng 2 giọt thôi. Hơi nhiều quá. Thế là xong các bạn, xong cái nồi nước cốt dừa. Nó các bạn, thì nãy giờ mình hấp cũng khoảng 15 gần 20 phút rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra xem bánh đã chín chưa. Các bạn nhớ là mình nghiêng cái nắp qua một bên này nè, để cho cái hơi nước nó chảy qua một bên. Chứ không mà mình dở thẳng lên nó sẽ bị rớt vào cái bánh, làm cho cái bánh bị ướt. Đó, màu vàng rất là đẹp luôn các bạn. Đó, mình dùng tâm nè, mình ghim xuống đây. Mình dở lên mà nếu không thấy cái còn cái bột trắng dính trong cái tâm đó, là bánh đã chín. Nó trong ngần như thế này, như là bánh đã chín rồi. Giờ chúng ta tắt bếp đó. Đó, sau khi bánh chín xong mình sẽ lấy nó ra. Mình ngâm vô một cái thau nước lạnh cho nó mau nguội các bạn. Mình ngâm trong nước lạnh cho nó mau nguội. Một tí nó nguội mình sẽ cắt ra cho các bạn xem. Cái màu rất là đẹp luôn ha. Mình muốn để mà muốn ăn cái bánh chuối hấp nước cốt dừa ngon thì mình phải có cái đậu phộng mình rải lên trên nữa. Thì đây mình không sử dụng đậu phộng, mình sử dụng hạt điều các bạn. Hạt điều sẽ béo ngon ha. Mình sẽ cà nhuyễn nó ra. Đừng nhuyễn quá, hay dập dập một tí thôi. Mình cà hơi nhuyễn như thế này nè. Một tí mình ăn mình sẽ rải lên cái bề mặt nước cốt dừa cho nó ngon. Nó xong bây giờ mình sẽ cho nó vô keo. Chứ mình để ở ngoài nó sẽ bị yếu, nó không còn giòn nữa. Giờ bánh đã nguội nè. Rất là ngon luôn, nó không có cứng các bạn. Dai dai mềm mềm rất là ngon. Bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn xem, nó chốc lóc luôn các bạn. Bây giờ mình có tha cái một lớp cái dầu ăn vậy đó. Xong mình sẽ đậy cái nắp này lại, đậy cái đĩa ra mình úp nó lại. Dở nó ra. À, rất là ngon luôn. Xong bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Hay bánh chuối mình vừa cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Rất là ngon luôn, bóc tài đi. Giờ mình sẽ chế nước cốt dừa lên. Nước cốt dừa nè, nó rất là ngon luôn. Có bột bán thì mình chế nước cốt dừa lên. Cái màu vàng của bánh rất là đẹp luôn. Cái này mình ăn thích ăn nước cốt dừa nhiều. Nước cốt dừa nhiều sẽ rất là ngon. Giờ mình sẽ cho hạt điều lên. Mình thích ăn hạt điều nó béo ngon các bạn. Đậu phộng thì cũng ngon nhưng mà hạt điều nó ngon hơn. Đây, rất hấp dẫn rồi các bạn. Bây giờ mình thưởng thức nhé. Chuối hấp nước cốt dừa xong. Bây giờ mời các bạn thưởng thức nhé. Cái màu rất là đẹp luôn. Nào, giờ mình sắn thử một miếng nè. Rất ngon luôn. Cái bột bánh nó mềm, nó dai, sực các bạn. Chứ không có mà cứng. Bởi vì cái bột năng mình pha cũng vừa phải, không có bị
cứng. Cái chuối thì rất là thơm và ngọt luôn. Là cái độ béo và cái bùi bùi của cái hạt điều nên tất cả hòa quyện vào nhau rất là ngon luôn. Bạn thấy đấy, thì cái bánh này mình làm rất là đơn giản và nhanh nữa. Và ăn cũng rất là ngon luôn. Mình ăn không hết mình bỏ vào tủ lạnh, mình để dành mình ăn dần. Thì bây giờ thì Andy xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm cũng như là theo dõi, chia sẻ kênh YouTube của Andy. Thì nếu các bạn thấy thích thì vui lòng bấm like và share hoặc là bấm subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Andy nhé. Thì một lần nữa thì Andy xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.